Miền Tây Nam Bộ, cái xứ ai đi đến đó đều không muốn về vì sự trù phú của đất đai, hào phóng về sản vật. Đến nỗi chỉ cần quơ tay thôi là cũng có nắm rau, mớ cá làm bữa, hay rổ ốc ăn xế chiều, nhìn mà mê, ngó mà thèm á nghe. Ốc hầu như hiện diện ở khắp các mùa trong năm, thường bu và nằm ở mé mương, bờ ao hay mé ruộng. Con nào con nấy bự u nu á. Trên mạng nhiều người chia sẻ cảnh bắt ốc nhìn dễ lắm, nhưng cảnh này thì chỉ thấy ở quê hồi bé thôi. Ngày nay ba má nói ít lắm, phần vì biến đổi khí hậu và việc canh tác bà con dùng nhiều quá chất. Phần vì người dân tiêu thụ nhiều, ở nhiều vùng quê đã vắng bóng ốc đồng tự nhiên. Ốc bươu chế biến thành mấy món đưa cơm lắm mà nghe, như ốc bươu xào gừng nè, ốc bươu nướng cay cay mặn mặn. Nhưng có lẽ ốc bươu sẽ hợp hơn với những món ăn lúc xế buổi khi mà giờ cơm còn chưa tới. Đấy là lúc ngồi hút xì xoạt mấy con ốc cay cay má mới đem hấp xả, còn nóng hổi, hay dĩa gỏi ốc giòn ngon. Không hiểu trùng hợp hay là cố ý, mỗi lần mà tôi hay là chị em tôi bị đánh là má nấu ốc bươu hấp xả cho ăn. Nghĩ lại mới thấy mắc cười. Cũng vì cái tội hay đi rong mà không xin phép rồi làm má lo. Đối với tôi, má là người đầu bếp trứ danh nhất. Thức ăn má nấu dù chỉ là món rau luộc chấm nước mắm kho quẹt á, thì những cọng rau cũng được chăm chút, tươi ngon, xanh mướt. Tôi có cảm giác bất cứ món ăn gì qua bàn tay chế biến của má đều ngon lạ lùng. Tôi hay đùa là chắc tại con thấy đói mèo mốc nên thấy ngon quá má. Má chỉ cốc nhẹ trán rồi cười bảo, còn khỉ con này. Tánh mình không giỏi nói, thường mình hay chọc má hoặc làm má giận thì nhiều, chứ nói lời qua Mỹ với má thì không quen. Nhưng được cái không ai hiểu con hơn má. Bất cứ món gì của má cũng ngon vì má nêm vào đấy một thứ mà tôi gọi là gia vị yêu thương. Chính thứ gia vị đó đã nuôi lớn tôi từng ngày. Giờ đây khi khôn lớn, tôi chọn cách nấu cho má. Nhưng món ốc do tôi làm lại chẳng ngon được như của má. Nhưng nghĩ một cách tích cực là còn được nấu cho má và được má chỉ dạy thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.
Để nấu các món ngon từ ốc thì không thể thiếu vài cọng sả, củ gừng và nấm ớt đỏ. Nguyên liệu thì không cần ra chợ vì chúng đều có sẵn trong vườn. Sản vật của Hương đồng nội một khi đã nếm trải một lần đều để lại dư vị khó quên cho vị giác. Để bất chợt khi mà nhớ lại, ta đều muốn một lần nữa được thưởng ngoạn cái sản vật thơm ngon này. Giờ thì nấu thôi à. Những món ốc thơm ngon, nhìn là thèm, là nhớ quê liền đó cả nhà. Nhưng mà hẹn cả nhà vào tập sau nha. Các món ăn từ ốc bươu tuy dân dã mà cũng thật đặc biệt.